Warhammer 40,000, kỷ nguyên Indomitus, chương 2, cuộc viễn trình mới. Sự sụp đổ của Cadia và sức mạnh ngày càng gia tăng của các vị thần hỗn mang dồn nén qua nhiều thiên niên kỷ cuối cùng đã vượt qua giới hạn chịu đựng của bức màn ngăn cách không gian thực và warp. Từ đây, một rãnh nứt lớn trên kết cấu không thời gian đã mở ra, kéo dài từ The Eye of Terror ở phía tây thiên hà cho đến cơn bão warp được gọi là Hedix Anomaly ở phía đông. Dòng năng lượng psychic đen tối của Immaterium đã tràn qua vết rách với vô số cơn bão warp khổng lồ, gần như chia cắt toàn bộ thiên hà làm hai nửa, là Imperium Sanctus, nơi ánh sáng của ngọn Astronomicon vẫn chiếu sáng, và Imperium Nihilus, nơi bị che khuất của thiên hà, hay giờ đây còn được gọi là Dark Imperium. Được gọi là Cicatric Maledictum trong tiếng High Gothic hay The Great Rift. Rãnh nứt warp khổng lồ này chính là Crimson Path mà Abaddon the Despoiler đã tìm cách mở ra trong hơn 10.000 năm. Sự tồn tại của nó khiến cho chính các định luật vật lý của thực tại bị phá vỡ. Cả nhiều loạn về không thời gian bao trùm vô số thế giới trên khắp thiên hà đến mức ngay cả cách thời gian trôi qua cũng không thể xác định chính xác. Năng lượng sai kích tăng lên đột ngột đã làm tăng vỏ số lượng và sức mạnh của các Psyker trên khắp thiên hà, giải phóng nhiều nỗi kinh hoàng cũng như kỳ quan và phép lạ mới trong một hiện tượng được nhớ đến là Psychic Awakening, khi các Psyker đồng loạt được tăng cường sức mạnh, nhưng cũng cho phép ma quỷ tiếp cận cõi phàm trần dễ dàng hơn. Hệ quả của nó là hàng trăm ngàn thế giới ở hai bên The Great Rift đã bị cô lập bởi những cơn bão warp và bị tấn công bởi các thế lực hỗn mang hoặc các loài Xenos cơ hội. Kể từ khi hạm đội của War Master Horus che khuất bầu trời Terra, Imperium mới phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng trầm trọng như vậy. Một nửa vương quốc của Hoàng đế đã biến mất khỏi tầm nhìn của Terra, bị bao phủ phía sau bức màn của những cơn ác mộng và bị tàn phá trong vô vọng. Những lời cầu cứu đau khổ, những tiếng la hét tuyệt vọng và những lời chăn trối cuối cùng đã nhấn chìm tâm trí của các Astropath của Terra và khiến nhiều người phát điên. Bất cứ nơi nào mà các lãnh chúa tối cao của Terra lơ là, quân đội và hạm đội của Imperium sẽ bị phân tán, bị bao vây và bị áp đảo. Chưa kể tới hàng nghìn tỷ công dân của Imperium Upman đã chết hoặc trở thành nô lệ của kẻ thù với mỗi ngày trôi qua trên Terra. Sự sống trên các thế giới vụt tắt như thể những ngọn nến trước bão tố, ngay cả ở nơi vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng của Terra. Gần như mọi thế giới của nhân loại đã bị sự hỗn loạn bao vây. Nhiều người lo sợ rằng kỷ nguyên xung đột đã quay trở lại để nhấn chìm nhân loại. Nhưng vượt qua màn đêm nghiệt ngã của Dark Imperium, một tia hy vọng mới đã xuất hiện với nhân loại tại chính nơi sinh thành của chủ nhân loài người. Một người con trung thành của ngài, Primarch Robert Kilimon, đã trở về từ cõi chết và một lần nữa đảm nhận vị trí lãnh đạo tối cao của Imperium. Là một người con của Hoàng đế, ông đã quyết tâm giành lại những gì đã mất từ tay hỗn ma và giải cứu nhân loại khỏi sự đày đọa của Cicatric Maledictum. Nó bắt đầu với một sự kiện được nhớ đến là Primarch Scourge, một chiến dịch thanh lọc bộ máy chính phủ trì trệ và suy đồi của Terra. Chỉ trong vòng vài tuần kể từ sự trở về của Kilimon từ Luna, hàng loạt cuộc thanh trừng tàn bạo đã quét qua các thành phố tổ ong không thể đo đạc của Terra. Vô số giáo phái ngầm lớn nhỏ bị nhổ tận gốc và hàng tỷ kẻ dị giáo bị kết tội và thiêu rụi trên đường phố. Đằng sau những bức tường của cung điện hoàng gia, các quan chức tham nhũng, các chỉ huy tư lợi và thiếu năng lực cũng đã đồng loạt biến mất khỏi giới thượng lưu của Terra, không một dấu vết. Và rồi, khi cuộc thanh trừng đã hoàn tất, thì cũng chính là lúc mà bước tiếp theo trong kế hoạch giải cứu nhân loại của Gilliman bắt đầu. Hiểu được rằng sự tồn vong của nhân loại đang bị đe dọa hơn bao giờ hết, cũng như cha ông đã làm khi đối mặt với kỷ nguyên xung đột đẫm máu 10.000 năm trước, ông đã lập tức phát động cuộc viễn trình mới để giải cứu nhân loại. Được đặt tên là Indomitus Crusade. Mục đích của nó là giải phóng những thế giới đã bị tấn công bởi hỗn ma kể từ khi The Great Rift mở ra và ngăn chặn sự sụp đổ của nền văn minh nhân loại cũng như sự thống nhất của con người. Gilliman hiểu rõ rằng nhân loại không chỉ đang đối mặt với chiến tranh đơn thuần mà là tận thế, là một cuộc chiến vì sự tồn vong. Vì vậy, ông cần mọi chiến binh, mọi vũ khí và mọi chiến lược gia mà mình có thể tập hợp vào lực lượng của mình. Họ không chỉ là một đội quân viễn chinh đơn thuần theo nghĩa truyền thống của đế chế, mà sẽ là những hạm đội phục hận và tái chinh phục khổng lồ có khả năng lấn át mọi đội quân mà nhân loại từng có được. Và để có được đạo quân này, Kilimon đã kêu gọi sự trợ giúp từ mọi cơ quan hành chính và quân sự của Imperium, từ Adeptus Terra,
Inquisition, Adeptus Mechanicus, các chapter Space Marines cho đến Adeptus Telepathica. Tất cả đều sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc trình phạt sắp tới. Chính Thái Dương Hệ và các hệ thống lân cận đã được chọn để trở thành điểm tập kết cho lực lượng của Idomethus Crusade. Nguồn lực để gây dựng các hạm đội đã liên tục được đổ về từ hàng loạt vọc vua có khả năng tạo ra sản lượng vật chất khổng lồ như Terra, Sao Hỏa, Sao Mộc, Armageddon, Bastoro và Shenjin. Trong khi đó, nhân lực quân sự và khí tài chiến tranh được thu thập thông qua việc rút lực lượng khỏi các hệ thống sao thuộc Imperium Sanctus, được xác định là không thể đứng vững do tác động của The Great Rift. Nhưng đóng góp lớn nhất vào sức mạnh của Imperium trong chiến dịch này đã đến từ chính ngay trong hệ mặt trời. Trước đó, tại trận chiến tại Cổng Sư Tử, Gilliman đã tiết lộ với Imperium về một dự án tuyệt mật của vị Archmagos Belisarius Cole, được gọi là Primaris Space Marines. Đây là một dự án đã bắt đầu từ 10.000 năm trước, ngay sau kết thúc của cuộc Heresy, khi Gilliman yêu cầu Cole cải thiện thiết kế của Hoàng đế và tạo ra một thế hệ Space Marine mới để củng cố sức mạnh của Imperium. Được cấp quyền truy cập vào ngân hàng gen gốc của các quân đoàn, Cole đã dành 10 thiên niên kỷ tiếp theo chỉ để làm việc này. Thành quả lao động của ông chính là các Primary Space Marines. Tất cả đều đã được tạo ra từ hạt giống Gene Seed của 9 vị Primarch trung thành, giống như những người anh em tiền nhiệm Firstborn của họ. Primary Space Marines là một thế hệ siêu chiến binh sinh học mới, to lớn hơn, mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn và thậm chí còn khó hạ cục hơn những Space Marines thông thường. Theo yêu cầu của Gilliman, cô đã đánh thức hàng trăm nghìn Primary Space Marines từ trạng thái ngủ đông trong các căn hầm bí mật của mình tại Sao Hỏa và trên các khoang tàu khổng lồ của chiếc Archmechanicus mang tên Sarquisator của mình để tham gia vào các hạm đội viễn trình của Idomethus Crusade trong một sự kiện mà sau này được nhớ đến là Ultima Founding. Phần lớn trong số họ đã tạo nên các chapter Space Marines hoàn toàn mới, chỉ bao gồm Primary Space Marines, trong khi phần còn lại được gọi là các Grey Shields sẽ tham gia vào các chapter có sẵn trên khắp Tiana, củng cố lại sinh lực vốn đã khánh kiệt và hồi sinh các chapter đã bị hủy diệt bởi hơn 1.000 thế kỷ chiến tranh. Nhằm tăng cường hơn nữa khả năng chiến đấu của họ, các Primaries cũng đã được trang bị các khí tài, trang bị chiến tranh cá nhân từ bộ giáp Power Armor thế hệ Mark 10 được thiết kế riêng cho cơ thể Primaries cho đến các phương tiện phản trọng lực tiên tiến. Belisarius Cole đã gây sốc cho toàn bộ giáo sĩ công nghệ của Sao Hỏa khi tuyên bố rằng ông không hề thấy tội lỗi nào trong thứ mà Cult Mechanicus từ lâu đã coi là dị giáo khủng khiếp nhất, sự đổi mới công nghệ. Lực lượng của cuộc Idomethus Crusade sẽ không hợp thành một đạo quân khổng lồ duy nhất mà được chia làm 10 hạm đội lớn. Mỗi hạm đội này sẽ bao gồm hàng trăm đội tàu khác nhau với các hướng tiến công riêng của mình, cho phép nó được đồng loạt tiến hành trên nhiều mặt trận trong một khoảng thời gian ngắn. Cứ như vậy, cuộc hội quân vĩ đại của Gilliman tiếp tục diễn ra trong suốt hàng tháng trời. Các hạm đội mới tập hợp và chuẩn bị trước khi khởi hành vào màn đêm của Imperium đang bị xâu xé. Không giống như cuộc thập tự chinh vĩ đại trước đó của nhân loại nhằm chinh phục thiên hà, Idomethus Crusade là một nỗ lực để đảm bảo sự tồn vong của Imperium sau sự chào đời của The Great Rift. Và như vậy, kỷ nguyên Idomethus đã bắt đầu. Vì ánh sáng của ngọn Astronomicon vẫn còn đang rất yếu do ảnh hưởng của The Great Rift, các hạm đội di chuyển một cách chậm rãi và buộc phải dựa vào các bước nhảy warp ngắn để lần lượt giải phóng các thế giới thuộc Imperium Sanctus. Idomethus không được tiến hành theo một hướng duy nhất mà thay vào đó chia thành nhiều mũi nhọn và được chia nhỏ thêm khi các hạm đội dần di chuyển xa hơn khỏi Terra. Dù chậm rãi, nhưng với sự lãnh đạo tài ba của Gilliman và các chỉ huy hạm đội của ông đã giúp Imperium đồng loạt cầm chắc chiến thắng này qua chiến thắng khác, đẩy lùi tiêu diệt vô số đạo quân Xenos, quỷ dữ và giải phóng thành công hàng ngàn thế giới của Imperium chỉ trong vòng vài năm đầu tiên. Còn những ai không thể cứu rỗi được đều đã bị tiêu diệt trong ngọn lửa diệt chủng của lệnh Exterminators. Khi cuộc thập tự chinh ngày càng mở rộng về cả quy mô lẫn tốc độ, Cole đã đánh thức thêm hàng ngàn Primary Space Marine khỏi trạng thái ngủ đông bên trong nhiều bong kê bí mật của mình. Các chapter hoàn toàn mới của Adeptus Astartes tiếp tục được khai sinh và được triển khai ở khắp Tiana, thiết lập pháo đài tu viện và hành tinh mẹ trên những vị trí chiến lược. Còn các Grey Shield, với vai trò là lực lượng tiếp viện cho các chapter có sẵn, đã dần tách ra khỏi các hạm đội Idomethus để tham gia vào các chapter được định sẵn của mình. Do đã rơi vào tình trạng kiệt quệ,
đa số chapter đã chào đón thế hệ Primaris mới một cách dễ dàng. Tuy nhiên, cũng có những chapter nhìn nhận Primaris với sự nghi ngờ, thậm chí là thù địch, không chắc chắn về vị trí thực sự của họ trong trật tự của Hoàng đế. Nhưng tất cả đều nhận ra rằng Primaris Space Marine đại diện cho tương lai. Cũng như những gì mà chính Hoàng đế đã làm trong The Great Crusade 10 thiên niên kỷ trước, cuộc thập tự chinh Indomitus không chỉ giải phóng các thế giới khỏi sự thống trị của các vị thần bóng tối, mà còn tái thiết và tăng cường khả năng phòng thủ của họ trước các thảm họa tiếp theo. Theo thời gian, khi lực lượng viễn chinh tiến ngày càng xa khỏi Terra, những tác động tồi tệ nhất của hồn mang đã được loại bỏ khỏi nhiều sector. Sức mạnh của ngọn Astronomicon đã từ từ đốt cháy sự vấy bẩn của Warp kể từ Segmentum Solar cho đến rìa phía nam của The Great Rift. Ở mọi nơi mà hạm đội Indomitus đến, họ đã khôi phục lại hy vọng và củng cố tinh thần của nhân loại và mang lại cho họ sức mạnh để không bao giờ từ bỏ. Tuy nhiên, các Navigator và Astropath của Imperium Nihilus vẫn chưa thể nhìn thấy ánh sáng của Hoàng đế. Năm tháng lần lượt trôi qua, và vào năm thứ 10, sau khi cuộc thập tự chinh Indomitus đã thành công trong việc tái ổn định gần như hoàn toàn Imperium Sanctus. Sau những nỗ lực không mệt mỏi, các hạm đội của Imperium đã tìm được một lối đi xuyên qua The Great Rift, nằm trong hệ sao Nachman gần The Eye of Terror, để đưa sự cứu rỗi đến với nửa còn lại của thiên hà. Được gọi là Nachman Gauntlet, đây được coi là tuyến đường ổn định duy nhất để băng qua từ Imperium Sanctus. Nó được duy trì bởi những cột tháp Blackstone phân cực được tìm thấy bên trong lớp vỏ địa chất của hai thế giới là Vigilus và Sangua Terra. Khả năng chống lại năng lượng sai kích tương tự các cột trụ lớn hơn tại Cadia đã đẩy lùi tác động của rãnh nứt Warp đang ép vào nó từ hai phía. Hiểu được tầm quan trọng của Nachman Gauntlet, gần như mọi thế lực của thiên hà đều muốn có được tuyến đường này. Từ đó, hàng loạt cuộc đụng độ lớn đã liên tục diễn ra tại đây. Đặc biệt ác liệt nhất tại Vigilus trong cuộc chiến dài dẳng được gọi là War Abyss giữa các lực lượng của Emperor, Eldar, Dark Eldar, Orc và Black Legion của Abaddon The Despoiler, vì nó là thế giới duy trì Nachman Gauntlet tại Imperium Nihilus. Vì Imperium Nihilus là phía bị che khuất hoàn toàn khỏi ánh sáng của ngọn hải đăng tâm linh Astronomicon, hành trình của Indomitus Crusade cũng từ đó trở nên khó khăn gấp bội, và những tổn thất lớn nhất của cuộc thập tự chinh đã được ghi nhận tại đây. Trong đó nặng nề nhất có lẽ là việc để mất đi gần như toàn bộ hạm đội Quartus, hạm đội thứ tư trong tổng số 10 hạm đội trừng phạt của Indomitus Crusade. Trong khi cố gắng bảo vệ một công nghệ bí ẩn được gọi là Choro Engine, được cho là có khả năng hoạt động như một bản sao thu nhỏ của ngọn hải đăng Astronomicon tại hệ sao Malak của Imperium Nihilus. Tại đây, họ đã bị áp đảo bởi sự tấn công của lực lượng hỗn ma dẫn đầu bởi Demon Primarch Angron của quân đoàn phản bội World Eaters, kẻ đã bị thu hút bởi sức mạnh của Choro Engine. Ngay sau khi hắn phá hủy thành công thiết bị này, một làn sóng sai kích khổng lồ đã phát ra từ nó và khiến cho căn bệnh khát máu được gọi là The Blood Curse của ác thần Khorne lây nhiễm cho phần lớn quân lực của Emperor, khiến họ bắt đầu hóa điên và tấn công lẫn nhau. Điều này đã khiến cho toàn bộ hạm đội Quartus bị kết án phản bội, Excommunicate Traitors by Emperor. Nhưng ngay cả với những mất mát to lớn này, các hạm đội khác của cuộc thập tự chinh Indomitus vẫn cất hai chiến thắng và vinh quang tại Imperium Nihilus chống lại bầy lũ hỗn mang và Xenos. Một trong những thắng lợi vĩ đại nhất của Indomitus Crusade đã được chứng kiến tại hệ Bar, nơi các Blood Angels và nhiều chapter hậu duệ của họ phải vật lộn để ngăn chặn cuộc tấn công vào thế giới quê hương của mình bởi gần như toàn bộ hạm đội tổ ong Leviathan của loài Tyrannids, bắt đầu vào năm thứ 999 của thiên niên kỷ thứ 41. Vào lúc những làn sóng vô tận của giống loài ngoài hành tinh sáu chi đói khát quét qua các sa mạc của Bo và những mặt trăng nhiễm xạ của nó, sự ra đời của The Great Rift đã bất ngờ xé toạc bầu trời. Từ hư vô, Bloodthirster của Khorne là Kabanda, kẻ thù chuyên kiếp của Blood Angel, đã xuất hiện cùng với lực lượng hỗn mang của riêng hắn. Kabanda muốn đảm bảo rằng chỉ có hắn mới là kẻ đem tới ngày tàn cuối cùng cho những đứa con của Zanguinius. Nhưng ngay cả điều này cũng là không đủ để cứu các Blood Angel và các chapter hậu duệ của họ khỏi nanh vuốt của bầy đàn Xenos hào đói. Vào thời khắc đen tối nhất của cuộc chiến, các Astartes của Ba đã hội tụ dưới sự chỉ huy của Commander Dante, vị chapter master của Blood Angel, để thực hiện một nỗ lực kháng cự cuối cùng. Họ đã cùng thả mình vào cơn cuồng nộ của Zerathus và không lùi bước trước bầy đàn Xenos ngay cả khi cơ thể họ đang bị xâu xé. Họ làm vậy không phải vì sự sống còn của mình, mà là vì danh dự của người cha Primarch của họ.
Bởi lẽ họ tin rằng ngày tàn đã điểm. Nhưng cũng chính vào lúc này, hạm đội Primus của cuộc thập tự chinh Indomitus đã chạm đến quỹ đạo của ba. Gilliman và đội quân khổng lồ của ông đã chiến đấu trong vô số cuộc giao tranh ác liệt cho đến khi phần lớn hạm đội Tyranid đã bị tiêu diệt và rút lui khỏi quê hương của đại tiền thần. Sau đó, Gilliman đã cung cấp quân tiếp viện cho Blood Angel và các chapter kế vị của họ bằng các Primary Space Marine được tạo ra từ dòng dõi của Zangunius và giúp họ xây dựng lại hệ sao ba. Trước khi rời đi, Gilliman đã bổ nhiệm Commander Dante làm lãnh chúa nhiếp chính, Lord Regent của toàn bộ Imperium Nihilus và giao cho ông nhiệm vụ làm người cai trị và giải phóng các thế giới còn lại của cực Bắc Thiên Hà đang bị chia cắt của ánh sáng của Hoàng đế. Không lâu sau đó, vào năm thứ 12 của thiên niên kỷ thứ 42, sau hơn một thập kỷ chinh chiến xuyên thiên hà để giải cứu nhân loại, giai đoạn đầu tiên của cuộc thập tự chinh Indomitus cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết khi Gilliman nhận được tin báo rằng vương quốc Ultrama của chính ông đã bị tấn công bởi lực lượng hỗn mang của ác thần Nurgle, dẫn đầu bởi một Tharion và quân đoàn phản bội Death Guard của hắn. Để đáp lại, Gilliman đã trở lại Ultrama và đích thân dẫn đầu một chiến dịch xuất sắc được nhớ đến là The Plague War để giải cứu Macrack và các thế giới khác của hệ sao Ultrama. Trận đánh cuối cùng của Plague War đã diễn ra trên hành tinh Iax, nơi vị Primarch của các Ultramarine cuối cùng đã đối mặt với người em phản trắc của mình trong một trận đánh sống còn, cho đến khi quân đoàn Death Guard của hắn buộc phải rút lui dưới vỏ bọc của một quả bom virus đã giết chết phần lớn sự sống trên hành tinh xanh tươi một thời. Plague War đã kết thúc không lâu sau đó, khi cuộc chiến tranh giành lãnh thổ trong không gian thực giữa các vị ác thần ngày càng trở nên khốc liệt. Nurgle đã phải bố trí lại lực lượng của mình để bảo vệ các lãnh thổ đã được chinh phục tại hệ Scourge Star, chống lại sự xâm lược của các vị thần hỗn mang đối nghịch. Và như vậy, khi nhân loại bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của Dark Imperium, Chúa Đế đã không mù quáng trước lời cầu nguyện của con dân Ngài, và người con phục hận của Ngài cũng vậy. Ông đã thức tỉnh một lần nữa để đối mặt với kẻ thù của nhân loại. Các đội quân hùng vĩ đã được tập hợp, những hạm đội mới được chế tạo và những vũ khí chiến tranh đáng sợ được lắp ráp bên trong các Vorgua đang làm việc cật lực hơn bao giờ hết. Và các tín đồ của Hoàng đế đã quyết tâm thực hiện phần việc của mình vì nhân loại mà không mang tới quyền lợi cá nhân. Qua 10 thiên niên kỷ tăm tối vang bóng Hoàng đế và những người con siêu phàm của Ngài, nhân loại đã đứng vững. Giờ đây, một trang sử mới với những cuộc xung đột bất tận đã bắt đầu và nó kêu gọi những sự hy sinh to lớn nếu nhân loại muốn giành được chiến thắng cuối cùng. Bởi vì trong màn đêm nghiền ngã của thiên niên kỷ thứ 42, chỉ còn lại chiến tranh.